Âm thanh thông báo ngoài trời tại Resort Marina Phú Quốc. Phú Quốc Marina tọa lạc tại bãi trường phía tây nam đảo Ngọc Phú Quốc với đường bờ biển dài hơn 20 km. Cùng với sự chuyển mình của đảo Ngọc, nhu cầu về khách sạn, nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng. Dự án Phú Quốc Marina được chương trình audio tư vấn và cung cấp giải pháp âm thanh thông báo ngoài trời với các thiết bị đồng bộ đến từ toa. Hệ thống âm thanh gồm bộ giao diện âm thanh toa IP 1000AF có thể hoạt động như cả đơn vị đầu vào và đơn vị đầu ra trong hệ thống mạng. Thiết bị cũng có thể nhận tin nhắn từ máy chủ và các thiết bị khác để bắt đầu phát sóng. Nó cũng hỗ trợ sử dụng trình duyệt để thay đổi cài đặt thiết bị. Hệ thống cũng được tích hợp bộ thăng âm công suất toa FV224PA-AS khuếch đại công suất 240W đầu ra trở kháng cao 70V đến 100V, có đèn hiển thị báo trạng thái lỗi. Micro được lựa chọn lắp đặt tại công trình là toa IP100RM, là micro từ xa, chứa tối đa 9 bộ RM110. Tất cả các kết nối có thể được liên kết. Nó có thể mở rộng lên đến 105 phím chức năng. IR100RM là micro mạng từ xa. Thiết bị có thể được sử dụng cho phát sóng chung và phát sóng khẩn cấp. Micro có thể nhận tin nhắn từ máy chủ hoặc các thiết bị khác, hoặc cũng có thể phân phối các tin nhắn để chọn một vùng hoặc tất cả các vùng. Hệ thống loa hộp 30W toa F1300WTWP được sản xuất tại nhà máy ở Indonesia với chất lượng linh kiện tốt nhất. Quy trình sản xuất được kiểm nghiệm nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường. Loa hộp toa F1300WTWP là hệ thống loa 2 chiều nhỏ gọn, được thiết kế cho hiệu suất cao, giải rộng và khả năng xử lý đầu vào công suất cao. F1300WTWP có thiết kế chống nước và chống va đập, đáp ứng tiêu chuẩn IPX4, ứng dụng lắp đặt ngoài trời vĩnh viễn. Chính vì vậy, loa đảm bảo chắc chắn hoạt động bền bỉ và ổn định trong môi trường thời tiết mưa nắng ngoài trời. Hệ thống âm thanh thông báo được điều khiển bởi một máy tính có kết nối phần mềm vận hành hệ thống IP1000S đến từ nhà sản xuất. Với hệ thống âm thanh thông báo như vậy, Phú Quốc Marina đã mang tiện ích âm thanh tuyệt vời đến với khách hàng. Du khách đến tham quan du lịch và nghỉ dưỡng tại resort sẽ được thông báo tới từng khu vực những thông tin cần thiết về nội quy, hướng dẫn của ban quản lý. Không chỉ là âm thanh thông báo, giải pháp âm thanh mà chương trình audio gửi đến khách hàng còn có khả năng phát những bản nhạc sôi động hay những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương vào những khung giờ nhất định. Hệ thống âm thanh được ban quản lý điều khiển hoàn toàn chủ động trong resort và tắt từ xa khi không có nhu cầu sử dụng. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.